giải thích một chút về cái bữa tiệc hôm qua. Tại vì là quá là ồn và nhạc rất là lớn cho nên là không thể nào nói chuyện được, chỉ show cho mọi người xem xung quanh thôi. Thì cái bữa tiệc hôm qua là của một nhóm người, người ta bỏ cái một số tiền ra để mà người ta thuê cái khu vực đó. Bình thường khu vực đó là mình phải mua vé để đi vào, nhưng mà hôm qua thì không có cần mua vé, nhưng mà chỉ có những người thân thiết quen biết mới được đi vào đó thôi. Còn về ở trên thuyền á thì là cũng nằm ở trong cái buổi tiệc đó luôn, là người ta cũng thuê cái thuyền đó, và những người mà thân hơn nữa mới được lên thuyền. Thì tụi tôi rất là may mắn là được mời đến và được mời lên thuyền luôn đó. Thì cái buổi tiệc hôm qua khá là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn á. Ok, bây giờ thì tụi tôi đang đi where are we going now? We to eat something to the city center, drink it. Bây giờ tụi tôi sẽ đi vào trung tâm kiếm gì đó ăn và uống, rồi sau đó sẽ tiếp tục đi. Ok, bây giờ khi nào tới chỗ rồi tôi sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nha. Let's go. Tram là một dạng phương tiện công cộng ở đây nè mọi người. Đó, nó nhìn giống như là xe lửa, thì thật sự nó là xe lửa nhưng mà dạng nhỏ, và người ta được sử dụng ở trong thành phố. Các nước châu Âu thì hầu như nước nào cũng sử dụng cái loại này. Đây, rail line là tuyến đường sắt cho cái xe đó đó mọi người. Còn mấy cái dây điện ở đây nè là để truyền năng lượng tới cho cái xe đó, người ta sử dụng bằng điện. Đây là tram. Đường xá ở đây thì khá là thoải mái cho đi bộ và đi xe đạp, nhưng mà có điều là mọi người phải lên dốc xuống dốc rất là nhiều nè. Mọi người có thể nhìn thấy không, đây là cái cửa sổ nè, rồi từ từ tôi sẽ đi lên dốc nè. Mọi người nhìn thấy cái cửa sổ nó cắt nhỏ 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 từ dần dần nè. Đó, tới đó là nó cắt hẳn luôn, mất tiêu cái cửa sổ luôn. Ok, tourist school. Tourist school. Đây, tụi mình đang ở đây nha. Đây giống như là trái tim của thành phố luôn á. They even have it in Chinese. Can you see? But not Vietnamese. Cái chỗ tụi mình đang đi là khu vực đi bộ. Bless you. Stopping center here. Varia. Sailing. I see. These are traditional things. Xíu nữa mình sẽ vô trung tâm mua sắm nha. Tham quan một xíu, tại vì lâu lắm rồi không có đi tới trung tâm mua sắm nào. À, có đi cái lần đi Essex Festival nhưng mà cũng không có enjoy nhiều.
thời tiết khá là nắng luôn. How many centigrade degree today? I don't know. It's over 30 for sure here on this side. Hơn 30 độ. You have to choose which place do you want to drink your coffee and have breakfast. Tôi đã tìm được một quán cà phê khá là lý tưởng để mà nghỉ ngơi một xíu, tại vì ở bên ngoài khá là nắng và nóng, hơn 30 độ. Tôi đã order một cái chia pudding, cái này là sinh tố trái cây, và tôi muốn order thêm một cái nước cold press. Ok, bây giờ thì enjoy thôi. Ok, spaghetti đã ra rồi nè mọi người. Bây giờ chồng tôi sẽ ăn thử nha. How's it? I like it. You like it? You know? It's tasted like a good spaghetti. Ok, bây giờ tôi sẽ thử coi là có ngon hay không nha. Chồng tôi thích cái món này. Đây là khu vực bên trong nè mọi người. Thank you.